bão số 9 cách Đà Nẵng Phú Yên 438 km, gió giật cấp 17. Các tỉnh khẩn trương lên phương án phòng chống bão lũ. Kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đầu giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 9 cách các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 438 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 14, 150 đến 165 km/h, giật cấp 17. Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng sức tàn phá lớn. Sau khi đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão tiếp tục đi vào khu vực Tây Nguyên với sức gió mạnh, khả năng gây mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét xa lở đất. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên khu vực Tây Nguyên với sức gió cấp 8, giật cấp 10 và gây mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Hiện tại, công tác phòng chống cơn bão tại các địa phương đang được tiến hành khẩn trương hơn bao giờ hết. Hôm nay, ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 9. Do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng ban. Để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9, cơn bão rất mạnh dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng. Thành phần Ban chỉ đạo tiền phương gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố và thiên tai, tìm kiếm cứu nạn làm trưởng ban. Bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai làm phó trưởng ban. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng và văn phòng chính phủ. Ban chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất. Nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ, các ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc đảm bảo cho hoạt động của ban chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Về công tác phòng chống bão lũ tại từng tỉnh thành phố cụ thể như sau. Tại Huế, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền trên sông Hương về nơi neo đậu an toàn. Để chủ động phòng tránh thiệt hại về người, tài sản cho người dân do bão số 9 gây ra, đặc biệt là những phương tiện đường thủy trên sông Hương, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế đã tỏa về nhiều địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở dân đưa thuyền về nơi trú tránh an toàn. Trên sông Hương đoạn thành phố Huế hiện có hơn 130 phương tiện đường thủy của dân hoạt động. Ngay từ tối 26 rạng sáng ngày 27 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế đã thường xuyên tổ chức tuần tra trên sông Hương, phát loa nhắc nhở và tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, vận động tất cả các tàu thuyền còn hoạt động phải về nơi neo đậu, cập bến tránh trú bão an toàn. Lực lượng công an còn hướng dẫn cho hơn 130 chủ tàu thuyền về cách phòng tránh tàu thuyền bị va đập khi có sóng to gió lớn. Theo công an Thừa Thiên Huế, việc triển khai sớm biện pháp kiểm tra, tuyên truyền cho các tàu thuyền về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 9 đã giúp các chủ phương tiện chủ động hơn trong ứng phó với bão lũ. Nhìn chung, các chủ phương tiện đã chấp hành tốt việc bố trí người ở lại trên phương tiện để giữ phương tiện và neo đậu vào vị trí an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Cùng với công an thành phố Huế, công an các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang gấp rút triển khai phương án di rời người dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại các vùng ven biển cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng sóng lớn sạt lở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu việc sơ tán dân dự kiến sẽ hoàn thành trước 15 giờ chiều ngày 27 tháng 10 trước đó thượng tá nguyễn thanh tuấn giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đã chủ trì buổi họp trực tuyến triển khai phương án phòng chống cơn bão mola v, cơn bão số 9 do bộ công an tổ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo xây dựng và ban hành công điện gửi cho Công an các đơn vị, địa phương, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án chủ động phòng chống bão lũ, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân để chủ động ứng phó với cơn bão số 9. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác ứng phó với mưa bão, theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương. Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, an toàn cho người, tài sản của nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tài, bão lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi. Từ chiều nay 27 tháng 10, học sinh Thừa Thiên Huế cũng được nghỉ học tránh bão số 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu, trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24 trên 24 giờ, để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ tiến hành việc triển khai ngay trong chống các công trình trường lớp, khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc thiết bị dạy học đến vị trí cao giáo an toàn. Đặc biệt, các công trình cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua và các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9. Các lực lượng ứng trực không được phép rời vị trí trực. Giáo viên, học sinh không ra khỏi nhà trong lúc bão. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn. Thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến về cơn bão số 9 trên các phương tiện thông tin truyền thông để chủ động ứng phó, không để xảy ra bị động khi bão đến. Sở Giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế cũng đề nghị hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ cho đến khi bão tan. Các đơn vị địa phương thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại, sự cố xảy ra trước, trong và sau bão cho lãnh đạo địa phương và cho sở. Tại Đà Nẵng, Sáng nay ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ tối nay, ngày 27 tháng 10 cho đến khi có thông báo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao nghỉ làm việc trong ngày 28 tháng 10 trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, Thủ tướng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện được yêu cầu có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể việc triển khai phòng chống bão số 9. Theo công điện trước đó của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức hiệp đồng với các lực lượng quân đội, công an nhân dân để thực hiện công tác phòng chống thiên tai, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của bão số 9 tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, tròi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ ngày 27 tháng 10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vừa ra thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt để phòng tránh bão số 9. Cụ thể, tạm dừng hoạt động 11 tuyến xe buýt tuyến số 05, 07, 08, 11, 12, TMF, R4A, R6A, R15, R16, R17A từ 12 giờ ngày 27 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 10. Tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt R14 từ 13 giờ 15 ngày 27 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 10. Ngoài ra, trước thông tin bão số 9 sẽ đổ bộ vào sáng ngày 28 tháng 10, người dân Đà Nẵng hối hả đi mua đồ, dụng cụ chẳng chống nhà cửa các cửa hàng gạo cũng tấp nập khách mua. Tại bờ biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, Mân Thái, Hoàng Sơn, người dân cũng hối hả xúc cát để vào ba tài lớn để chèn mái nhà. Tại tỉnh Quảng Nam, lo sợ bão số 9 sẽ đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề, người dân ven biển Quảng Nam đã chủ động đào hầm tránh bão. Tại Phú Yên, thực hiện cấm biển cho học sinh nghỉ học để chống bão số 9. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và sông cầu thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển. Thời gian bắt đầu cấm biển từ 9 giờ sáng ngày 27 tháng 10. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục trưởng chi cục thủy sản và giám đốc ban quản lý cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch đánh bắt, sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề. Tại Đắk Lắk, lên kịch bản ứng phó với bão số 9. Sáng ngày 27 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk đã ban hành công văn khẩn, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở, ban, ngành, tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị cá nhân quản lý công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các huyện, thị xã buôn hồ, thành phố buôn Ma Thuột theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để triển khai ngay khi các lực lượng cứu hộ ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, giả soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai như bão, mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân chẳng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình. Kiểm tra giả soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di rời, sơ tán người dân, phương tiện và tài sản ra khỏi các vùng nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập sâu và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ. Chủ động đối phó với mưa lũ, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày. Chủ đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tăng cường kiểm tra, giả soát hồ chứa thủy lợi, thủy điện, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa. Chú ý các công trình bị hư hỏng, đang thi công các hồ chứa thủy điện, thủy lợi sung yếu đồng thời bố trí được lực lượng tại công trình, chủ động vận hành đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Phối hợp chính quyền địa phương, giả soát các vùng ở hạ du, hồ chứa, tập trung đông dân cư, có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho dân biết. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước, lưu lượng nước đến hồ và các bản tin dự báo để vận hành điều tiết hồ chứa cho phù hợp. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến công tác phòng chống bão lũ của người dân ở những bản tin tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại